Ngay khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được công bố với chiến thắng áp đảo nghiêng về phía tỷ phú Donald Trump, nhiều người đã liên tưởng ngay đến một cuộc bỏ phiếu quan trọng khác tại châu Âu cách đây vài tháng. Đó là thời điểm người dân Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu EU. Cả hai cuộc bầu cử và kết quả gây sốc đều được dự đoán sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện tại hai quốc gia có tầm ảnh hưởng bậc nhất toàn cầu. Và do đó, việc Trump đắc cử tổng thống được ví von như một đợt Brexit kiểu Mỹ. Còn những chính sách táo bạo mà ông này đang ấp ủ cũng đang được chờ đợi sẽ làm thay đổi hình ảnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chiến thắng ngoạn mục với 290 phiếu bầu chọn từ đại cử tri, tỷ phú 70 tuổi Donald Trump đã được lựa chọn để trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Đó là một chiến thắng gây sốc, sốc không chỉ đối với người dân Mỹ mà còn làm xáo động toàn thế giới. Bởi lẽ trong suốt quá trình tranh cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã liên tục đối mặt với những chỉ trích, lên án về các phát ngôn gây sốc và cả những bê bối trong quá khứ. Thế nhưng, đó đã là câu chuyện của ngày hôm qua. Kết quả bầu cử là một sự thật hiển nhiên, và đáng nói hơn là việc ông Trump có được chiến thắng cách biệt đến hơn 60 phiếu so với đối thủ là bà Hillary Clinton đã mở ra một dấu hỏi. Liệu có phải người dân Mỹ sau 8 năm dưới sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ đã và đang mong chờ những thay đổi, thậm chí là táo bạo hơn từ một vị tổng thống mà ngay cả đảng Cộng hòa cũng tỏ ra không mặn mà. Thứ nhất là về thương mại. Trên quan điểm rõ ràng của mình, ông Donald Trump đã thẳng thắn bác bỏ với Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thay cho TPP, cái mà tỷ phú người Mỹ kêu gọi đổi mới chính là Hiệp định NAFTA với Mexico và Canada. Cũng chính ông Donald Trump trong những bài phát biểu của mình đã cam kết sẽ áp dụng mức thuế 45% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Nhiều chuyên gia quan ngại, nếu quyết định trên thành hình, một cuộc chiến tranh thương mại xảy ra là điều khó tránh khỏi. Chính sách đối ngoại hẳn cũng sẽ là một trong những câu chuyện dài khi nói về Donald Trump. Ứng viên đảng Dân Chủ từng tuyên bố sẽ xóa sổ hoặc chỉ ít là tái cơ cấu lại mọi nỗ lực của người tiền nhiệm Barack Obama trong tiến trình hòa bình với Iran. Thay cho quan điểm trung lập nói không với vũ khí hạt nhân của ông Obama, Donald Trump cho biết sẵn sàng hỗ trợ hai đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển đầu đạn hạt nhân. Đồng thời, Trump cũng là người đề xuất nước Mỹ nên hàn gắn lại quan hệ với Nga. Ông này từng cho biết mình rất hâm mộ đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáp lại động thái này từ phía ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Tổng thống Putin chính là một trong những chính khách đầu tiên trên thế giới gửi lời chúc mừng ngay sau khi ông Trump đón nhận kết quả sơ bộ từ cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khép lại ít giờ trước, và như mọi người đều biết, chúng ta đã theo dõi chiến dịch này một cách sát sao ngay từ đầu. Tôi chúc mừng ông Donald Trump với chiến thắng của mình. Chúng tôi đã lắng nghe những quan điểm của ông về việc muốn hàn gắn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nga và Mỹ. Thật không may khi chúng ta đều biết rằng đó không phải là điều dễ dàng sau rất nhiều rạn nứt. Thế nhưng, như tôi đã nói không ít lần trước đây, đó không phải là lỗi của chúng ta. Và do đó, tôi và nước Nga cho rằng mình đã sẵn sàng để tái xây dựng mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. Là một ông Trump trong lĩnh vực kinh doanh, trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump đã lấy lòng cử tri với lời hứa sẽ tiến hành một cuộc cải cách thuế lớn nhất tại nước Mỹ kể từ thời cựu tổng thống Ronald Reagan. Tỷ phú này cam kết sẽ không có doanh nghiệp Mỹ nào dưới thời của ông phải đóng thuế hơn 15% trên tổng lợi nhuận, thay vì mức 35% như hiện nay. Ngoài ra, đơn giản hệ thống thuế quan cũng được xem là một trong những quyết sách nổi bật của Donald Trump. Những quy định hiện nay vô cùng phức tạp và đang trở thành gánh nặng cho chúng ta. Chúng ta đang lãng phí 9 tỷ giờ mỗi năm cho việc tuân thủ các quy trình nộp thuế. Kế hoạch của tôi là giảm con số này xuống chỉ còn 7 đến 3 tỷ giờ đồng hồ mỗi năm và sẽ còn tiếp tục cải tiến mạnh hơn nữa. Không ít cử tri, những người đã lựa chọn Donald Trump chắc hẳn đang kỳ vọng rất nhiều vào những lời hứa này của tỷ phú người Mỹ. Trong chiến thắng ngoạn mục để trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng, Donald Trump chắc chắn sẽ nhận được không ít sự ủng hộ từ cộng đồng người có cùng quan điểm cứng rắn của ông về chính sách nhập cư. Ứng cử viên đảng Cộng hòa từng tuyên bố sẽ xây dựng một bức tường dài hơn 3.200 km chạy dọc theo biên giới Mexico để chặn người nhập cư bất hợp pháp. Trước đó, Trump còn làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội với kế hoạch đóng cửa biên giới để ngăn người Hồi giáo nhập cảnh và trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang ở Mỹ. Chính sách dành cho người nhập cư của nước Mỹ dưới thời Donald Trump hẳn sẽ còn gây đau đầu cho những nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới và làm tiêu tốn không ít giấy mực của giới truyền thông trong thời gian tới. Vẫn còn quá sớm để tiên lượng về viễn cảnh của nền kinh tế hàng đầu thế giới dưới thời tân tổng thống Donald Trump. Không ít chuyên gia từng nhận định, việc đưa những kế hoạch vận động tranh cử vào thực tế sau khi đắc cử có nhiều đời tổng thống không phải lúc nào cũng là một quá trình suôn sẻ. Tỷ phú Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 2017, sau khi đương kim tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở.